hành sư là Minh Thư ở Đài Bay Furnace Falcon xin tức hàng tuần. Hôm nay là thứ năm, ngày 20 tháng 5 năm 2021. Chúng ta sắp kết thúc năm học ảo của mình. Nhiệt độ ngày càng cao và mùa hè sắp đến. Chúng tôi rất vui khi biết rằng một số học sinh đã gặp trực tiếp giáo viên của mình. Hãy nhớ giữ khoảng cách xã hội khi ở trong trường, hoàn thành bài tập của bạn đúng hạn, kiểm tra điểm của bạn và đến giờ hành chính nếu cần. Nhóm tin tức của chúng tôi đại diện cho nhiều ngôn ngữ. Bạn có thể xem chúng trong tư vấn hoặc trên kênh YouTube của chúng tôi, Falcons TV. Trích dẫn tuần này của chúng tôi là: mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng của nó, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy được điều đó. Học sinh song ngữ, đừng quên đến buổi họp song ngữ của bạn mỗi tuần để hỗ trợ nhóm ngôn ngữ của bạn. Chúng sẽ diễn ra vào thứ tư hàng tuần trong tư vấn. Garden update. Giáo viên, kiểm tra email đã có cơ hội làm việc trong vườn. Học sinh được hoan nghênh tham gia với giáo viên nếu họ được mời. Tuần sau là tuần của vườn, hãy làm sạch nó và sẵn sàng cho mùa hè. Hãy cùng thưởng thức các giải thưởng nghệ thuật của cô McDonald và Flipbook Video. Xin chúc mừng các học sinh đã trao giải thưởng nghệ thuật cho người chiến thắng, nghệ sĩ trẻ. Tác phẩm của bạn thật sự rất là tuyệt vời. Overwhelming. I know there's a cat. Time to get them cheese. Running, running. Running, running, running. Xã hội người Mỹ gốc Hoa. Năm 1940,
cô không thể tìm được việc làm vì giới tính và chủng tộc của mình. Cô đã tham gia các cuộc tuần hành ở Washington và hoạt động tích cực trong phong trào dân chuyển. Thông báo dành cho seniors. Thứ nhất, tiệc trưa dành cho seniors sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 7 tháng 6, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sẽ có đồ ăn, thức uống và âm nhạc. Bạn có thể chọn mũ và áo choàng, áo thun và kỷ yếu của mình. Ngoài ra, lễ tốt nghiệp cho lớp 12 sẽ diễn ra vào 1 giờ chiều thứ Tư, ngày 9 tháng 6. Chúng tôi chúc bạn những điều may mắn nhất cho tương lai. Các senior, nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho Miss Camisa hoặc Mr. Sidek, giáo viên Shadow. Đối với giáo viên cuối cùng của chúng tôi xin kính chào các giáo viên ngôn ngữ của mình. Thầy Rhodes và cô Lee, ngôn ngữ là một phần quan trọng trong ngôi trường độc đáo của chúng tôi. Học sinh của chúng tôi phát triển mạnh khi học ngôn ngữ mới. Cảm ơn thầy Rhodes và cô Lee đã làm việc chăm chỉ để giúp học sinh có động lực học ngôn ngữ mới. Đừng quên, Furnace là một trung tâm phân phối thực phẩm. Bạn có thể lấy bữa ăn miễn phí tại Furnace vào thứ Sáu hàng tuần từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Vui lòng xem tờ thông tin này để biết thêm thông tin về cách nhận trợ giúp về máy tính và Internet. Nếu bạn không thể tham gia lớp học ảo, hãy gửi email cho giáo viên của bạn và đảm bảo rằng bài tập của bạn sẽ được hoàn thành. Hãy nhớ theo dõi chúng tôi trên Facebook, Twitter, Instagram và kiểm tra thông tin có giá trị trên kênh trang web furnace.villasd.org của chúng tôi. Trang web của chúng tôi cũng cung cấp thông báo hàng tuần về YouTube bằng nhiều ngôn ngữ. Đó là tất cả cho thông báo tuần này. Cảm ơn vì đã xem. Giữ ấm, đeo khẩu trang, rửa tay và chúng tôi sẽ gặp bạn vào tuần tới.